thì cái sữa tăng tăng cân Highway này nó có cái điểm gì khác biệt và nó có tốt hay không? Thì cái sữa tăng cân Highway này nó sẽ giúp tăng cân tăng cơ tự nhiên, ăn ngon ngủ ngon và đã được Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc mọi người nhé. Highway được các chuyên gia đánh giá cao vì enzyme siêu hoạt hóa và thành phần Neogos đến từ Hoa Kỳ. Đấy, các cái hoạt chất trong Highway thì được đưa vào trong cơ thể dưới dạng hấp thu tốt nhất. Nó là một cái giải pháp tối ưu, đơn giản, mang lại hy vọng cho những người gầy khó tăng cân trên con đường chinh phục vóc dáng mới mọi người nhé. Và nó sẽ giúp nâng tầm bản thân thành một người khác với vóc dáng đầy đặn hơn. Đấy, với thành phần của nó thì rất là nhiều cái thành phần dưỡng chất như nãy mình nói đấy, 5 loại enzyme prebiotic omega 3, DHA, choline, whey protein, và nó đặc biệt phù hợp với những anh chị nào mà tăng cân. Đấy, nó sẽ giúp chúng ta tăng cân nhờ bổ sung cái nguồn dinh dưỡng thiếu hụt vào cơ thể của chúng ta, bổ sung enzyme tiêu hóa, bổ sung lợi khuẩn nhằm cân bằng hệ sinh thái vi khuẩn đường ruột, phát triển trí não từ DHA vi tảo biển. Đấy, tiếp theo nó sẽ giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa chứng táo bón, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa. Nó sẽ giúp tăng khả năng hấp thu dưỡng chất của cơ thể, cải thiện cái sức đề kháng và hệ miễn dịch, cung cấp năng lượng cho các cái hoạt động của cơ thể mỗi ngày. Đấy, nó sẽ hỗ trợ tăng cân, tăng cơ tự nhiên, hỗ trợ phát triển chiều cao, trí não, phát triển thể chất. Đấy, người có vóc dáng gầy gò thì sẽ giúp tăng kiểu như là đầy đặn hơn này, người gầy thì sẽ tăng cân hơn này. Đấy, nó sẽ giúp kích thích sự thèm ăn, tăng cảm giác ăn ngon, ngủ ngon. Nó sẽ những cái người mà những suy dinh dưỡng hoặc là hấp thu chất dinh dưỡng không tốt thì dùng rất hiệu quả. Những cái người mới ốm dậy cần bổ sung dưỡng chất sau những cái ca phẫu thuật, hoặc là những cái người già lớn tuổi ấy có cái hệ tiêu hóa kém thì chúng ta dùng rất là hiệu quả. Đây là cái hộp nhỏ. Đấy mọi người ạ, 300g, còn hộp lớn là 650g, thì mình có review ở trong cái video này rồi, thì mọi người cứ xem ở trong cái kênh này sẽ có nhá. Còn bây giờ kiểm tra thật giả như thế nào, thì khi mà lấy hàng về thì cái hộp sữa Highway hàng chính hãng của công ty ấy, nó được bao bọc bởi một cái màng co rất là chắc chắn mọi người nhá. Và ở bên này nó sẽ có mã vạch. Đây thì chúng ta hãy đao phần mềm iCheck về để chúng ta quét nhé. Đây là phần mềm iCheck này mọi người. Đây chúng ta nhấp vào. Đấy, sau đây chúng ta đưa vào chúng ta quét. Đấy thì nó sẽ hiện ra là sản phẩm đã được kiểm chứng và xác thực thông tin từ nhà sản xuất và đơn vị sở hữu với iCheck mọi người nhé. Như vậy là nó đã đảm bảo cho chúng ta là hàng chính hãng rồi, rất là đơn giản thôi. Thì đấy, thì nếu mà các anh chị và các bạn nào còn bất kỳ thắc mắc nào về cái sản phẩm này hoặc là cần tư vấn kỹ hơn thì mọi người có thể gọi trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với mình theo số 0868383835. Và mình lưu ý lại, đây là cái hộp nhỏ mọi người nhé, hộp bằng nửa hộp to, thượng phù hợp với những anh chị nào mà muốn dùng thử là thứ nhất. Thứ hai nữa là chúng ta đi công tác xa mà chúng ta cần dùng dạng gói thì chúng ta dùng cái này. Còn Highway nó có cái hộp lớn là hộp lon 650g mà chúng ta rất là hay phổ biến đấy, hay xem đấy. Rồi xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo của kênh Tâm An Review nhá. Xin chào mọi người.